anh em quan sát xem cảng Cà Ná nha, mình vừa livestream cho anh em, mình vừa quay ghe của ba bộ tí xíu. Đó, ba bộ ghe thu mua của ba bộ hôm giờ thì mình chưa có gặp, cho nên là bữa nay mình gặp ở trong cảng, mình sẽ quay ghe rồi sáng mai có dịp thì mình qua ghe thu mua của ba bộ mình review ghe ảnh luôn, vô ảnh ủi từ lưa ghe của mình luôn. Đây mình quay quanh khu vực đang bán ké cho anh em xem. Ghe của 19 bộ bây giờ cặp vô tại cái khu vực cân được rồi. Lắng hồi nãy giờ vô cân ké nè anh em. Ghe anh mới vừa chạy từ khu vực ở dưới dùng Indo Malay lên này nha anh em. Mấy anh em trên này thì khai thác cái dùng ké ở phần dưới đảo. Bữa nay ké ở dưới dùng Indo Malay nó thưa bớt cho nên là anh chạy một lèo từ dưới đó lên luôn. Ghe dài tầm 18 mét nha anh em, rất là to ha, trần bành luôn. Đây mình sẽ đi một vòng, mình sẽ quay quanh trên ghe thu mua cho anh em xem. Cua tủ tiền vô nha. Mình rất là ít cái cơ hội để đi gặp, bữa nay gặp ghe thu mua của ba bộ, mình sẽ đi vào mình quay trên ghe cho anh em xem. Đây phía bên trong cabin nó hơi tối cho nên là mình sẽ quay phía bên ngoài trước. Đây. Trù mấy cái trụ lái dở sợ luôn, ghe bọc nắp hết toàn bộ, mấy ghe Bình Định này đeo phần ghe nào bọc nắp hết. Phía trong này nè, xong quay vòng nha anh em xem. Đây ghe của mình nhỏ xíu kìa. Dòng mình vô trong cái khu vực ảnh đang lái, quay cho anh em xem. Đây khu vực lái nè anh em. Đấy, khu vực lái nè. Đang tối, nhìn hơi tối nha anh em ơi. Trong ghe làm kỹ không? Nè, đánh bạc ni hết toàn bộ. Lái trời lực mình quay anh em xem. Lái mình cũng là lái trời lực luôn. Ghe chút xíu rồi nhỉ. Ban ngày mình sẽ review lại một lần nữa cho anh em xem. Bữa nay ban đêm thì mình cũng quay sơ thoáng qua, bởi vì sáng mai sợ là anh em đi làm mạnh ai nấy chạy cho nên là không có cái cơ hội để gặp nhau. Mà máy ảnh ra bên ngoài hết rồi, mình không biết bật mấy cái công tắc điện này chỗ nào cho nên nó hơi tối. Ghe có cảo sẵn luôn nè anh em, cảo á, mình làm mấy ghe thu mua lớn làm cảo á, để phòng ngừa mà ghe lưới á, có sự cố á, mình vô mình cảo luôn anh em. Đấy, có cần số nè.
về anh này em biết. Ủa đi có hai anh em thôi hả? Bè người là vì đó mấy ông quen phụ mua bán xong mấy ông vô. Đó, bên gì mặt nó quen. À, bên gì mặt nó đi em người. Để đi với đồ chết không hả? Đi bè lỡ đi bè người lên đây làm đi luôn. Cái bè bộ ổng đi cái dùng khai thác nào mà em đi em ít gặp ghê ổng á. Thì đâu, ổng mùa đây ổng đi mua vài ái đây nè, vài bằng ngái á. Em gặp chiếc gì giống giống ghê ổng chiếc cái biển. Chiếc hả? Em à, chiếc mình hả? Chiếc mình mua nãy nó chiếc nó chạy theo rồi. Chạy theo mười mai chưa. Đấy là em hay gặp cái chiếc giống giống ghê ba bộ là ông Đông hoàng, ba bể Đông hoàng, giống giống ghê ổng hay hình như ba bể Đông về lâu không có cổ. Không, một tuần à. Ổng là hai tuần. Ổng bây giờ ổng sử dụng cái máy công nghệ trên máy ổng là máy gì ta? Siêu chụp sim rác à? Lưới ổng bây giờ mấy chục giây anh? Lưới ổng ấy 17 giây rồi em mình lên. 17, 15 luôn à? 17 giờ sau á, còn tới 1000 mét rồi. Chiều dài 1000 mét còn sau rồi lên. Lên dần dây em 12 giờ em lên. Dạ. Cho em 15 luôn, em 12 giờ. Em 12 giờ chắc nhanh cho em lên. Rồi vậy nó nặng lắm không?